Chào mừng các bạn đã tới kênh YouTube của Ngọc và Pho nha. Hôm nay Ngọc sẽ mời các bạn đi cái căn nhà này, là căn nhà của Berry Home 2 tầng lầu. Thì cái nhà này là tháng 7 này, người ta, cái cô bán nhà nói là tháng 7 này là cái nhà này sẽ xong. Thì Ngọc muốn đi vô coi cái nhà mới bắt đầu xây lên cho các bạn coi. Cái nhà này xây được phân nửa, hơn phân nửa rồi. Thì Ngọc muốn đi vô cho các bạn coi cái nhà khi mà có đồ với không có đồ nó như thế nào. Thì cái nhà này là 70% là gần xong rồi các bạn, nhưng mà chưa làm đèn thôi, nhưng mà sơn sửa thì nói chung là xong hết rồi. Các bạn thấy là xung quanh Ngọc á, là nhà rất là mới không? Nhà này, cái khu này người ta chưa vô ở, giờ là chỉ có nhà xây thôi, chưa vô ở nha. Ông xã Ngọc sẽ quay cho bạn coi một vòng nha. Ngọc, ông xã quay cho các bạn coi đi, bên kia, hướng bên tay trái của Ngọc nè. Đó, nhà cũng đang cất, thấy không? Thấy nhà đang cất không? Đó, rồi bên này, bên tay phải của Ngọc cũng nhà đang cất. Nhà tất cả đều đang xây nha. Ở sau lưng, ông xã quay sau lưng bên kia. Đó, người ta cũng đang đi coi. Đó, có nhiều người đi coi lắm các bạn thấy không? Thì Ngọc với ông xã Ngọc được cái cô realtor, không phải realtor mà cái cô bán nhà, cổ giới thiệu cho tụi Ngọc cái căn nhà này. Cổ nói căn nhà này rất là đắt luôn. Hôm bữa giờ có nhiều người đi coi rồi. Cái nhà này là tháng 7 là xong rồi các bạn. Ngọc nói ok, vậy cô cho cái chìa khóa đi, hai vợ chồng Ngọc sẽ tới quay cho các bạn coi. Thì bây giờ let's go, vô trong nhà nha. Outside, vô trong inside coi cái nhà này như thế nào nha các bạn. Đi, let's go. Ok các bạn, thì bây giờ Ngọc mới vừa bước chân vô trong cái nhà này. Cái nhà này là của hãng Berry Home các bạn. Thì cái nhà này 2 tầng lầu, 2.400 square feet. Bây giờ Ngọc, cái nhà này là tháng 7 này nó mới xây xong. Thì bây giờ Ngọc đang đi vô, Ngọc mới xin cái cô đó cái chìa khóa nhà để tới coi như thế nào cái nhà này. Thì giờ trước tiên Ngọc vừa đi mình vừa nói đi. Bây giờ là cái phòng này là cái phòng đầu tiên, cái phòng này là phòng study các bạn, phòng làm việc. Hiện tại là bây giờ người ta đang làm khoảng chừng 70% không sao? Cái này là 70% thôi chứ Đức hả? Giữa tháng 7, hôm nay là tháng 4, tháng 5 rồi, coi như là 2 tháng nữa là nó sẽ hoàn thành. Đại khái là cái nhà này nó đã gần xong rồi các bạn, chỉ còn đèn này kia nọ thôi. Thì hôm nay Ngọc muốn đi vô cái nhà này Berry Home mà ta xây gần xong cho các bạn coi. Nếu các bạn thích cái nhà này thì các bạn nên mua đi, tại vì cổ nói cái nhà này rất là lẹ, rất là bán rất là nhanh luôn. Thì bây giờ Ngọc đi trước cho các bạn coi nha. Cái phòng này là phòng study, phòng làm việc. Rồi đi vô tiếp, hai cánh cửa nha các bạn. Thấy cửa này, cửa đi vô, đóng cái cửa lại cái nha, cho nó đỡ ồn. Cứng quá vậy? Không, nó gió lắm sợ ơi. Thôi bây giờ nếu mà đóng lại nó tối quá sao quay không được đâu. Là hiện tại bây giờ là người ta còn phải làm đèn nữa các bạn. Xây sơn rồi nè, tất cả người ta đã ráp vô rồi, nhưng mà còn đèn chưa làm xong. Thì ở đây có một cái island nè các bạn. Mình Ngọc đang vô chỗ này là bếp nha các bạn. Cái nhà này nó hơi vô, hơi bề bộn tí các bạn, tại nhà này đang xây mà các bạn. Đó, là đi vô đây là có cái bếp nè các bạn, lò nướng, cabinet hả? Cái này là ông xã biết không, cái này là để ốp đá đó. Ốp đá đó, người ta chưa có ốp đá, người ta bỏ đá thì xuống nè. Hồi nãy cái cô đó cổ nói cái đá này là nó đi theo chung cái màu ở dưới các bạn, cái màu gạch ở dưới. Ông xã quay xuống gần đây, đây gần, hồi nãy nè cái cổ chỉ nè. Nè nó mát chung với cái màu gạch ở trên đây các bạn. Cái Ngọc thích cái nhà của hãng Berry Home là tại sao các bạn biết không? Cái không gian nó rất là mở. Nó có thể từ bếp nó đi thẳng ra tới cái phòng khách luôn. Nó rất là rộng luôn. Ông xã quay qua bên đây cho các bạn coi. Quay từ bên đây quay qua. Đó, quay từ bếp đi qua đây là nguyên một cái phòng khách luôn các bạn. Cái phòng khách ở đây nè, đây là nguyên cái phòng khách nè, rộng. Còn bên đây á, là có một cái phòng ăn nhỏ, tại vì cái nhà này cũng không có lớn lắm, nó vừa. Thì cái phòng này phòng ăn 2.400, thì hồi nãy cái cô đó cô nói mình 2.400 square feet. Thì từ cái phòng ăn sẽ đi qua bên phòng khách luôn. Đó, các bạn thấy cái màu của nhà đẹp không? Xong rồi, cái này là xong rồi đó ông xã. Cái này là mở luôn nè ông xã, kính này là kính mở ra nhìn ra ngoài bát gia luôn ông xã. Đó, bên đây có một cái tủ giống như là cái tủ để quần áo, mà từng quần áo lạnh hay này kia nọ các bạn. Ở đây có cái nhà này là 2 lầu nha các bạn, có lầu đi lên nè, một tí Ngọc sẽ lên đây. Bây giờ đi vô trong đây, ở trong đây nó có cái phòng master bed các bạn. Bình thường là Ngọc sẽ đi những cái model house cho các bạn coi, nhưng hôm nay Ngọc muốn đi cho các bạn coi cái nhà này là cái nhà nó xây gần xong
tháng 7 này là nó xong rồi, của Berry Home, hãng Berry Home, hãng này Ngọc thích cái hãng này lắm, cái hãng này good. Rồi các bạn coi cái phòng nó rộng ghê không, cái phòng master bed rộng không, mình sẽ quay lên trần cho các bạn coi cái trần đi. Đó, cái trần bây giờ người ta sẽ gắn đèn vô, gắn đèn vô trần cao lắm. À, hai cửa đó, đi vô đây, trong đây có nhà tắm nha các bạn, nhà tắm ở trong này thì có hai cái sink, double sink, một sink bên đây một sink bên này. Ở bên đây có cái nhà tắm nè, sẽ vô đây quay cho các bạn coi cái nhà tắm trong đây. Cái nhà tắm này dành tắm được đứng nè, mai mốt nó sẽ gắn kiến vô nha các bạn. Ở đây có kiến nè các bạn, hiện tại là người ta đang lót gạch thôi, chưa ốp kiến vô, sẽ là có kiến đây. Ở bên này thì có cái bồn ngâm nè các bạn, cái bồn tắm ngâm đó, chưa gì có nhện vô ở rồi. Ở trong đây là cái gì, à cái phòng restroom, nhà restroom đó các bạn. Đó, bên đây là tủ quần áo, quần áo rộng lắm nè các bạn, thông cảm là hơi tối tí nha bạn, cái nhà này người ta đang xây, người ta chưa có làm điện đó các bạn. Cái phòng quần áo, rồi bây giờ mình đi tiếp nha. Ở dưới nhà được hai phòng các bạn, hai phòng hai toilet ở dưới nhà. Cái này là master bed nha, phòng ngủ đầu tiên á. Đây, bên đây là phòng ngủ thứ hai nè, phòng ngủ thứ hai bên này hả? No, bên đây là không phải phòng ngủ, Ngọc tưởng phòng ngủ nhưng không phải. Ở đây là chỗ giặt đồ các bạn, ở đây mình để cái phòng giặt đồ, hai cái máy giặt máy sấy trước khi đi lên lầu. Phòng ngủ bên này nha, phòng ngủ bên này. Ở bên đây là cái gara nè các bạn, gara để được hai chiếc xe. Ở bên đây có một cái nhà tắm nha các bạn. Em bên đây là cái phòng ngủ thứ hai nè các bạn, phòng ngủ thứ hai cũng rộng ha, nhà 2400 square feet mà rộng ghê chứ, Ngọc thấy rộng đó các bạn. Đây có tủ quần áo bên này các bạn, tủ quần áo rộng ghê luôn á. Nhà mà có đồ vô á thì các bạn thấy nó hơi nhỏ tí, nhưng nhà này không có đồ, nhà này rộng, không có đồ, Ngọc thích quay nhà không có đồ, nó rộng. Thôi giờ mình đi tiếp nha các bạn, mình đi lên lầu đi. Ở bên đó nhà tắm nha, đi lên lầu, người ta đang làm á, nó còn sơn sửa. Ở dưới cái nhà này ở dưới hai tầng, hai phòng, ở trên hai phòng thì giờ Ngọc đi lên lầu. Đây, cái này là ta lót gỗ nè, các bạn thấy người ta bịt giấy lại không, tại vì sợ sơn dính vô đó. Bây giờ mình đi nha. Wow, rộng quá ha. Rộng quá. Cái phòng này chắc là cái phòng game room á các bạn. Trên đây là phòng này, phòng game room nè các bạn. Rộng quá không xã ha, 2400, rộng không xã. Những cái kiến hả bạn, nó phải che lại, khi nào mà ta xây xong người ta mới dỡ cái này ra được, sợ nó chày kiến đó, nó dơ các bạn. Các bạn thấy sao, cái nhà mà không có đồ thấy rộng không, ông xã thấy rộng không, rộng ha, quá trời rộng không. Rộng thênh thang luôn á. Rồi bây giờ mình đi vô phòng đây ha. Đây, hai phòng một restroom, ở đây một cái restroom. Nó hơi tối tí nha các bạn, tại vì chưa có điện, mình không có mở lên cho bạn coi được. Này, phòng ngủ thứ ba nè. Rộng chưa? Nhà rộng quá. Rộng thiệt á, nhà mà không có bỏ đồ thích ghê á. Đi coi thích. Nó rộng á. Này, tủ quần áo. Sao quay cho bạn coi tủ quần áo đi. Vừa các bạn. Nhà này hai chồng hai đứa con ở vừa ha. Hai vợ chồng hai đứa con cộng thêm một cặp vợ chồng nữa, hoặc là ba mẹ bố mẹ vẫn ở được. Bên này, đây nè là phòng ngủ thứ tư này các bạn. Wow, nhà này dễ thương quá à. Nhà dễ thương quá ha. Hồi xưa Ngọc không thích nhà lầu lắm, mà sau khi Ngọc làm cái kênh YouTube của Ngọc á thì Ngọc đi coi nhiều nhà. Bây giờ cái Ngọc thay đổi cái suy nghĩ của Ngọc, Ngọc thích nhà lầu hơn. Tại nhà lầu nó rộng, mà nó bự, mà nói chung là cái gì cũng thích hết. Ở đây có cái tủ quần áo các bạn, tủ quần áo vừa phải, dễ thương. Rồi, đó, trên lầu, đại khái là trên lầu nó cũng vậy đó, nó cũng ok. Nó bếp. À, tướng vang, với lại phần nữa là giờ thích coi. Mặc dù là những cái model house á, là nó trưng bày hết rồi, nó bỏ đồ, bỏ đèn, bỏ everything vô hết rồi, nó rất là đẹp. Nhưng mà mình chưa có coi được kỹ cái nhà người ta đang xây nó như thế nào. Thì bây giờ Ngọc cùng các bạn đi coi thử, rất là đẹp luôn.
mà nó rộng nữa các bạn. Nó hơi dơ tí xíu nhưng mà nó rộng lắm. Chưa có đồ nó rộng. Đi, đi. Giờ dắt các bạn đi ra vườn coi nha. Nhà rộng quá. Giờ thích cái hãng nhà Berry Home này ghê luôn á. Hãng Berry Home này nó rộng rãi mà nó xây cái kiểu mà sao mà thích ghê. Này cái cửa. Này cái cửa này nè giống như Ngọc nói. Cái cửa này không phải Ngọc nói mà cái này là Pho nói. Pho nói là cái nhà mới á, không có không phải như nhà cũ á, nó rất là nhẹ các bạn, mở ra rất nhẹ nhàng luôn. Mời các bạn đi ra nha. Dùm đi ra một này. Đi, cô sẽ đi ra đi. Wow, cái này là cái patio nè, cái patio nó có sẵn nha ông xã. Nó đi chung với cái nhà luôn đó ông xã. Hả? Chứ thường mấy cái nhà. Hử? Cái patio là tên đàn. À. Ông xã quay, trời ơi coi nha. Ông xã quay quay các bạn coi ở trên. Chưa, nó đang làm á. Ừ. Chuẩn bị làm. Ở ngoài sau toàn là gạch không nha các bạn. Thấy gạch không? Đó, giờ ông xã sẽ quay cho các bạn coi một vòng ở ngoài nha. Nhà toàn là nhà mới không các bạn? Nhà đang xây không á các bạn thấy không? Chưa, chưa có dòng cỏ, đang làm thôi, chưa trồng. À, hôm nay Ngọc microphone nên Pho không có Pho nói gì á, chỉ có mình Ngọc dịch lại thôi, không có được lên, không được lên truyền hình. Thì ở đây 45 nhé. Hồi nãy cái cô đó nói đất 45 mà. Các bạn thấy không, nhà bây giờ nhà mới lên liền liền quá rồi. Nhưng mà lên là bán, lên là bán, lên là bán. Không có. Bạn thấy không? Mới không. Đó, nhà mới không, các bạn thấy nhà mới không? Cái ở ngoài sau này nó hơi bị xây á, ướt quá. Ok các bạn, thì hôm nay Ngọc chắc các bạn đi coi cái khu nhà của Berry Home. Cái nhà này là khu nhà mới các bạn, cái nhà này mới lên. Nhưng mà cái cô này cô nói là tháng 7 là cái nhà này xong. Nhà này có 4 phòng ngủ, 2 tầng, 2.500 square feet. Giá là hồi nãy 400 mấy, 460. Giá thì cũng đâu có mắc hơn trên lệch với nhà nhỏ đâu các bạn, nhà này cũng ok lắm. Ok, nếu các bạn thích cái nhà này thì Ngọc với Pho, Ngọc sẽ nói với Pho để cái địa chỉ ở dưới. Rồi nếu các bạn thích thì các bạn cứ liên hệ với hãng Berry Home để người ta cho các bạn coi rồi liên lạc với người ta. Cái nhà này là tháng 7 này là xong nha các bạn. Phải nhanh lên, tại cái cô này cô nói với Ngọc là cái nhà này rất là nhiều người coi rồi các bạn. Ngọc không biết là nếu các bạn chậm tay thì các bạn sẽ không có được căn nhà này. Căn nhà rất đẹp, Ngọc thích. Ok, let's go. Bây giờ mình sẽ đi về. Hẹn các bạn vào clip sau. Bye bye. Thank you.